Rồi, xin chào cả nhà đang xem kênh của mình nhé. Hôm nay em đi sang vườn thảo tím và quay cho mọi người xem vườn thảo tím bên khu vực nhà em đang được cắt như thế nào nhé. Và cắt hoa là bữa nay giá hoa lên lắm nhé. Đó, cả nhà đang cắt ạ. Đây, soi cho mọi người xem hoa này. Cả nhà xem kênh xong thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video khác về cách trồng hoa thạch thảo, hoàng anh, tú cầu hay là cách thức trồng hoa màu, rau màu ở bên khu vực Đà Lạt nhà em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, nói chung là cái cháu ngày nào cháu cũng đi hết cô. Đâm ra là ngày nào hầu như cháu đi cháu kịp. Giờ cô cứ có, cô cứ để cho cháu. Dạ đúng rồi. Nói... cả nhà xem kênh hãy nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ giúp em nhé, để theo dõi nhiều video khác về hoa hoặc là cách trồng hoa, cách cắt hoa ở bên khu vực Đà Lạt nhà em nhé. Đó. Bó nhỏ nhỏ thôi bé ạ, bó nhỏ nhỏ thôi, không là nó bị dập lá nên nó nát lá. Cái tình trạng là bó to quá là nó hay bị dập lá, mới gãy lá, mới cả nó nát. Anh nha. Đây. Hoa cắt về đây nha. Đó. Đây, có cái chỗ này là bị nấm này. Mất một tí đây thôi. Cái chỗ đấy là bị nấm. Đẹp lắm. Dạ. Đó nha. Rồi. Ai cần hoa thạch thảo trắng, thạch thảo tím, hoàng anh, tú cầu, hướng dương, đồng tiền thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ cắt hàng đóng đi cho mọi người nhé. Và ai cần mầm giống của hoa thạch thảo trắng và thạch thảo tím với tú cầu, hướng dương thì em có bán nha. Rồi. Video của em hôm nay xin kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé. Đó. Mọi người hãy nhớ ấn, hãy xem và ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video khác về hoa bên khu vực nhà em nhé. Đó. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Tạm biệt cả nhà.